Chào Thắng nhá. Con này thì trước khi đóng học thì quay cho bạn đoạn clip mà mặt mũi nó này, bạn xem này nhá. Trước tiên là tặng Thắng một gói cám này. Đấy. Học thì đóng đây rồi, yên tâm nhá. Tí đóng xong thì gửi xe xong thì cám nước đầy đủ đây. Rồi như vậy nha Thắng nha. Sau đây mình đóng học và gửi cho bạn, yên tâm nhé.